Xin chào các bạn, hôm nay nhà mình sẽ nấu hủ tiếu xương ăn nha các bạn. Bạn nào thích ăn hủ tiếu thì hãy vào bếp cùng với mình để nấu cái món hủ tiếu xương non này cho cả gia đình mình cùng ăn ha. Để nấu hủ tiếu xương ở đây mình có là hơn 1 kg xương non nha các bạn, khoảng 1,2 kg xương non ha. Bây giờ trước tiên mình sẽ đem luộc sơ trong cái nồi nước sôi này rồi mình mới đem đi nấu nước lèo ha, để cho cái xương mình á nó thơm hơn nha. Nước đã sôi, để cho cái phần sườn này vào trong đây để mình luộc sơ ha. Sườn này là mình chặt ra từng miếng vừa ăn như vậy nha các bạn. Mình rửa cho sạch ha rồi mình đem đi luộc sơ nha. Thì cho vào trong đây hành tím. Rồi mình cho vào trong đây khoảng 1 muỗng canh rượu trắng nha. Sau khi cái nồi trụng sườn nó đã sôi lên mình hớt bọt nha các bạn. Mình sẽ để trong đây mình luộc khoảng 3 phút ha, để cho nó ra hết những cái bọt dơ nha. Sườn sau khi mình luộc sơ được 3 phút, bây giờ mình tắt lửa, mình đem đi xả nước rửa lại cho sạch nha các bạn. Sườn của mình sau khi rửa sạch rồi, bên đây mình đã bắt cái nồi nước để nấu nước dùng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cái phần sườn này vào trong đây để mình hầm nha. Mình sẽ cho vào trong đây củ hành tím cho cái nước lèo của mình nó thơm nha các bạn. Nếu các bạn có hành tây thì mình để vô trong đây nữa, củ hành tây hoặc củ hành tây nhỏ nhỏ cũng được nữa nha. Rồi mình sẽ cho vào trong đây 1 muỗng canh muối trước nha các bạn. 2 muỗng canh đường. Hôm nay mình nấu là 6 lít nước nha các bạn. Sườn nãy giờ mình hầm trong cái nồi nước lèo này được 1 tiếng đồng hồ rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ nêm nếm nha. Lúc ban đầu mình đã nêm rồi 1 muỗng canh muối nha các bạn. Bây giờ mình cho thêm 1 muỗng canh muối nữa nha. Rồi lúc ban đầu mình đã nêm 2 muỗng canh đường, bây giờ mình cho thêm 2 muỗng canh đường nữa nha các bạn. 2 muỗng canh hạt nêm nấm vào nha các bạn. Bạn nào ăn bột ngọt thì mình cho vào trong đây 1 muỗng cà phê bột ngọt nữa nha. Mình sẽ hớt bọt nha các bạn. Sẽ phi tỏi nha các bạn, với lại xào cải xóa bấu ha, để mình bỏ vô cái nồi nước lèo cho thơm mùi hủ tiếu nha. Rồi sau khi mình đã phi tỏi xong rồi nè, với lại mình xào củ cải muối rồi, bây giờ mình cho vô cái nồi nước lèo nha các bạn. Mình nấu hủ tiếu là có củ cải muối xào với tỏi phi để vô nó rất là thơm nha, thơm mùi hủ tiếu, thơm mùi nước lèo giống như ngoài tiệm người ta bán vậy. Rồi bây giờ mình chuẩn bị trụng hủ tiếu để ăn nha các bạn. Rồi mình sẽ cho vài lát chả lụa nha các bạn, nếu như các bạn có chả lụa, còn không có thì cũng không sao ha, bởi vì hôm nay mình chỉ nấu hủ tiếu sườn thôi nha. Rồi sau đó mình cho hành ngò lên trên mặt nha các bạn, vài cái hẹ ha. Rồi mình cho chút xíu hành phi lên nha các bạn. Hủ tiếu hoặc là mì không thể nào mà thiếu hành phi nha. Hành phi là linh hồn của tô hủ tiếu ha. Hành phi và hẹ đó các bạn, nó làm cho cái tô hủ tiếu của mình nó dậy mùi ha. Cho nên bắt buộc là phải có hành phi và hẹ cho tô hủ tiếu của mình nha. Hủ tiếu sườn là phải có sườn nha các bạn. Đây, sườn non rất là ngon nha. Cho cái phần nước lèo vô nha. Rồi cuối cùng mình cho tóp mỡ lên trên mặt nha các bạn. Rồi tô hủ tiếu rất là ngon nha, hủ tiếu sườn. Rồi mình mời các bạn dùng hủ tiếu nha, hủ tiếu sườn non nha. Thì khi mà mình ăn hủ tiếu mình thích có những cái củ cải ngâm giấm, là ớt ngâm giấm như thế này nè các bạn. Ăn nó rất thơm ha, cái này, cái món này chỉ có ở dưới chỗ quê mình ở Gò Công mới có thôi nha. Ăn bất cứ hủ tiếu gì cũng có cái củ cải ngâm giấm đây nè, ngâm chua ngọt này nè ăn. Rồi nếu các bạn thấy thích cái video này thì cho mình thumbs up nha, like, share cũng như chia sẻ cho bạn bè và gia đình. Thank you for watching. Bye bye.